gì nữa giờ, có một cái mạng không nên mấy ông muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết, thì cần cho con sống thì con tu tiếp. Kia người đa đoan, dành lời khiên từ bi biến tan, phúc này hòa đến khó khăn, trời không phụ trời cũng chẳng mang, bước qua ai tham sân si, bỏ đi hê tu chân phương đi, lòng nghe nhóm như bông tuyết rơi dập dèo. Chân chân bước đi, mong đủ tiếp từ bi trước khi qua u đàm nở trên vô y, tận dương khi ngày ta kép mi, dòng ra bài đông đến đâu, cổ trăm năm đời người chẳng lâu, tại sao phải luôn đùa với nhau làm gì? Không phụ trời cũng chẳng mang, bước qua ai tham sân si, bỏ đi hê tu chân phương mi, lòng nghe nhóm như bông tia rơi dập dèo. Chân chân bước đi, mong đổ kiếp từ bi trước khi qua u đàm nở trên vô y, tận dương khi ngày ta kép mi, dòng ra tài đâm lên đâu, một trăm năm đời người chẳng lâu, tại sao phải luôn đùa với nhau làm gì?
dừng lại ngoài lại. Thế gian còn sân si, vắng cách phận và ma cách biệt một ánh nhìn thôi. Kẻ phiêu du nửa đời chẳng lo, tâm tình mang phước an, đông thủy ngoan tây núi cao. Ta hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi. Kiếp người đa đoan, danh lợi biến từ bi biến tan. Cũng ngày hòa đến khó khăn, trời không phụ trời cũng chẳng mang. Bước qua ai tham sân si, bỏ đi hê tu chân phương mi. Lòng nghe nhỏ như vòng tia rơi dập dìu. Chân chân bước đi, mong đổ kiếp từ bi trước khi qua ưu đàm nở trên vô y. Tặng dương khi ngày ta khép mi, dẫu xa tài đâm lên đâu. Cổ trăm năm đời người chẳng lâu, tại sao phải hơn thua với nhau làm gì. Trời đông, trời người được bao nhiêu nụ cười mà sao cứ
lao vào bể khổ. Một mai nhắm mắt xuôi tay công danh, đem ra sống như mà đổ. Nhân quả tụi bay đến mụ, tương ta nghĩ rằng không tồn tại. Cho nên tội ác cứ thế tăng dần, sẽ không có điểm dừng lại. Chẳng gian này chỉ là cõi tạm, và tha chỉ là cách qua đường. Dù cho bốn ba tám nơi chính hướng, thì cũng về một phương. Người ta cứ nghĩ hay lầm tưởng, chẳng gian này là cõi thật. Cho nên đến tận bây giờ hôm nay, ta vẫn còn mãi tất bật. Đời người thì ai cũng một lần, sẽ trở về cõi ngàn thu. Từ giả tất cả ta thân xác này, xuống một đặc ấm. Giúp em đứng dậy, bây giờ đứng đây tôi là người bị bỏ rơi. Tình yêu nhỏ nhen của em chỉ chừng đây. Giờ
ơi, sơ chiếc váy mà tôi đã trao tặng nàng giữa thế gian. Em dâu tôi qua phố vàng, buồn tịch lại nhớ với những thứ đau thương, buồn tịch lại say chốc quên đi u sầu. Giờ lại ngậm đắng với chiếc nhẫn em trao.
Cổ đông mà tóc thấy nhang lên bàn tổ tung, bên tai tiếng nhạc bằng đàn gỗ thông. Cái ngủ long môn nó sâu ở trong, có mấy nữ nhi đang nằm dỗ mông. Ta ký tờ giấy công việc khởi công là mày có quyền nói chuyện với ông già. Có người ganh thì cũng phải có người thích, lỗ tai lùng bùng. Thôi nhấp cái chén trà trên bàn đánh mặt trượt, ngồi với hoàng huynh nghe pháo nó đùng đùng. Giờ để cho mấy thằng đệ lo việc đang khai trương, có lân sư rồng đánh trống nó tùng tùng. Mà cũng công nhận là nó không hổ danh lão đại Tây Nam, nó gì thì cũng đúng. Cao nhân dùng trà ngồi hàng huy, tiệc lớn chiêu đãi có đủ huynh đệ lại càng duy. Ngủ cây mồi ngon được ngồi chung với bạn hiền, nghe đàn tranh và mỹ nữ thì không thể nào ngồi bàn yên. Phải sống đúng đạo là thằng cầm đầu, từng làm ông chủ của cái phố đèn màu. Bụi đời từ nhỏ anh phải cố làm giàu. Anh thích nghe nhạc khi anh dùng mì gõ, công việc của anh là cái đứng chỉ võ. Có mấy thằng quỷ ở cái đó chuyện nhỏ, nắm đầu quán nó ra đằng sau có cái sân luyện võ. Thú vui của anh là đi đá gà chọi, chơi từ miền Tây cho đến ra Hà Nội. Anh không gì ngoài tài sản cả khối, và cái danh là Đại Tây Nam cũng cho người ta gọi. Chơi chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, tiếng ngang từ Đại Tây Nam, chơi chơi từ Đại Tây Nam. Lớn lên từ Đại Tây Nam, cắt sống từ Đại Tây Nam, yeah. Chuyên ngang từ Đại Tây Nam.
rồi, còn nhung nhớ gì tôi. Giờ chúng ta chẳng còn chúng ta như trước. Thank you.
Ta đang thấy mình ở trong gương như con rối dại chẳng ai thương. Mất hết nơi đầy nước khi anh mất linh hồn. Bước chân lạc trên đường dài quá lâu để ta quay lại. Giờ nhận ra thì mỗi chuyến dần quá xa. Ta khiến chạy theo phù hoa đông nay chỉ là một năm kha. Ta chẳng nghe theo mẹ cha đi về nơi tối tăm. Lãng quên tình thâm hình quê tàu khác. Con dại ta cũng quên hết, quên hết, quên hết. Thu hoang đang cùng say. Thời thượng xu hướng là màu đen. Hát với cô em thương đêm lòng chịu nào. Mến nhau đồng điệu thành mà sắp vô quen. Khoái với không cua thì kêu là rén à. Bữa nào sơm sơm rượu ngon ngồi bén là đợi anh vô 500% công lực ca chưa tỉnh tao quá nó cục mạch khô khan. Làm xong lại chơi nghỉ ngơi điều độ. Cái nít miền Tây kiểu vậy đó giờ. Để kẹo gái quê chân đất đồ bộ. Nè cỡ mấy em rượt trâu chạy có cờ. Ai ơi đi xa quê ta có nhớ. Có cớ đi còn về ghé qua chơi nè. Bắt cá đu đồng lên làm chầu nhậu á. Thuốc rê là rảnh ra ré ba hơi. Đó là đủ ăn mà hơn phần sướng. Hãy đi làm thuê thì kêu mừng mướn. Đồ ăn thì đem máng lên mé giá. Nó còn dòng vàng thì đem chôn dưới gầm giường. Ở dưới miệt này người ta mà thương á. Là người ta thường nhìn tâm nhìn tướng. Nó quanh năm cắm mặt ao đìa ruộng nương. Đã làm nhiều ăn nhiều. Và đây là tiếng nói miền Tây. Thấy em thích hả liền tay. Thám tư quê hương nơi đây son sắc. Em thấy hay trong mắt trông khác gì ngay. Có nhà nông dân đang lên mai rap. Không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Con được khai thác theo cách miền Tây. Đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Quê tao có sông có núi có cánh cò. Tình có nghĩa mà lấy hôn. Về đây tao đón, về đây tao đón. Sớm chưa tới chiều mình cũng nhà quê xí nghiêng con phù heo. Bà này có tiếng như cái dùng nhà quê. Chẳng khoe khoang gì như đừng cái là tình nghĩa. Hỏi đâu mà không biết nhà ông Thịnh bà khê. Ông dễ dãi sống là thật thà. Làm gì cũng dễ nãy ông còn thờ Phật bà. Đúng là của cải xe đậu chật nhà. Và tính ông bình dân ông này thiệt là. Miền Tây còn toàn là mấy vợ tôm. Con nào con nấy mập ú mà ngon. Rượu bia một đống uống hết thì thôi. Chủ yếu là để đãi sớm giềng bà con. Mà trên bờ kinh bờ áo xe vui vui ngồi thăm bên dòng bên hậu giang cho nhà
mẹ nhưng cứ lớn lên cùng nhau tụi anh kêu là ní ná. Mấy bà con xa nên mua láng giềng gần nhà cần gì nhiều tầng cho cái tình mới quý giá. Chúng còn say sưa nhìn ngắm cho mây mưa dùng ấm cho hay dưa nhà tao vào ký cá. Không thể anh em kêu lên chí quá một hai ba vô bao nhiêu gì. Anh kêu là quất thế mà qua luôn anh kêu là hú. Đón cho anh em anh kêu là rước. Có người nông dân hay trong nhà nước bao nhiêu trong lòng nó ra hết ráo. Tuổi năm lớp 6 nghe đàn game ru cái kiểu hip hop của người miền Tây nói vậy. Ê đừng có nói bậy khi người miền Tây lên stool. Mấy bữa nay anh kêu là hổm trà còn đứa nào dẫn nhây anh kêu và rỡn hoài. Nếu mà lỡ thua nhưng chưa tẩn mày chiều tới là bới cơm ra ăn hồi sẩm nè. Nói cho chăng lên anh văn lưới nói đi yêu em xong qua năm cưới. Đến thì dân quê không người vàng dối thích trong cây xanh anh dăm anh tươi. Và đây là tiếng nói miền Tây mấy em thích hả liền tay thám từ quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt trông khác liền ngay. Có chàng nông dân đang lên mai rap không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Con thực khai thác theo cách miền Tây đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Và đây là tiếng nói miền Tây mấy em thích hả liền tay thám từ quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt trông khác liền ngay. Có chàng nông dân đang lên mai rap không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Con thực khai thác theo cách miền Tây đây là văn hóa âm sắc miền Tây.